nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, kết nối giao thương, tiêu thụ vải lai chín sớm Phù Cừ và các nông sản tiêu biểu của huyện. Sáng nay, ngày 12 tháng 5, tại xã Minh Tiến, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm huyện Phù Cừ năm 2023. Huyện Phù Cừ có trên 1.100 ha vải lai chín sớm được trồng chủ yếu tại các xã Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến. Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp cây vải lai chín sớm trồng tại huyện Phù Cừ khi chín màu đỏ tươi, hương vị dịu ngọt, trọng lượng trung bình từ 25 đến 30 quả một kg. Hội nghị xúc tiến kết nối thương mại này mang lợi ích cho bà con tiêu thụ được cái sản phẩm và đưa cái sản phẩm vải lai chín sớm của Minh Tiến, Tam Đa và cả huyện Phù Cừ này đi đến mọi miền và xuất ra nước ngoài được thuận lợi. Năm 2016, vải lai chín sớm Phù Cừ được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xếp hạng sản phẩm ô cốp 4 sao vào năm 2012. Năm nay ước tính sản lượng vải lai chín sớm Phù Cừ khoảng từ 10.000 đến 13.000 tấn. Huyện cũng tạo rất nhiều điều kiện sẵn sàng hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái kết nối tiêu thụ. Bởi vì vải lai chín sớm là cái quả vải mà thu hoạch trong một cái thời gian rất ngắn, chỉ độ khoảng 10 đến 15 ngày thu hoạch rộ như vậy. Thế mà nếu mà mình không làm tốt cái việc kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm cho bà con thì sẽ bị tư thương ép giá. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đầu mối thu mua nông sản đã chia sẻ những kinh nghiệm với nông dân huyện Phù Cừ về quy trình sản xuất, quy trình thu hoạch sản phẩm vải lai chín sớm Phù Cừ, bảo đảm chất lượng, mẫu mã sản phẩm, nhất là sản phẩm xuất khẩu sang thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, các điều kiện để đưa sản phẩm quả vải tươi vào hệ thống siêu thị. Trên 100 doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn huyện đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm vải lai chín sớm Phù Cừ tại các thị trường lớn, các siêu thị, sàn giao dịch điện tử. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng rằng các phiên chợ vải lai vào ngày 27-28 tháng 5 này thì sẽ đáp ứng được cái sự mong đợi, kỳ vọng của người tiêu dùng cũng như là các cơ sở, các nhà máy chế biến và đặc biệt là hệ thống bán lẻ ở thị trường sẽ đến với chúng tôi và kiểm tra, test thử và sử dụng thử cái vải của Hưng Yên.